Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị ký kết các chương trình phối hợp năm 2023. Tại hội nghị đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện các tổ chức tôn giáo, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã thực hiện ký kết các chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới.